đây là bạn và đây là tiền. Rồi, hầu hết chúng ta thường suy nghĩ là năm nào kiếm được tiền, năm nào kiếm tiền ngay. Dạ. Rất ít người có tư duy hai bước. Người ta đặt câu hỏi trước tiền là gì. Dạ. Đây là bạn và đây là tiền. Hầu hết mọi người thích một đập ăn quan, một phát ra tiền ngay. Hiện nay làm được việc này thì có những ai làm được? Thì câu trả lời là làm nào để trở thành một chủ doanh nghiệp thành công? Vâng, theo lớp mình ạ. Theo lớp mình. Theo lớp mình. Vâng, anh em cứ ngồi dưới nói luôn, khỏi phải đứng dậy, khỏi phải giơ tay. Có tầm nhìn, ok ạ. Có tư duy, vâng, có kiến thức. Chúng ta đang nói cụ thể hơn một chút nhé. Sáng nay anh em học được hai công thức của tỷ phú: tầm nhìn tương lai, đặt cược lớn. Rồi. Như vậy nhưng mà thực tế của sẽ là gì? Hầu hết mọi người không có tầm nhìn. Tôi ví dụ như là hôm qua chia sẻ với bạn cái câu chuyện của ông tỷ phú Tesla, đúng không? Làm ô tô điện, thì khi mà ông ấy có tầm nhìn là sớm muộn thì ô tô điện, thì khi ông ấy khởi động thì tất cả mọi người đều bảo là điên rồi. Những người mà có tầm nhìn rất xa thì hành động ngày hôm nay thường bị đánh giá là bị điên. Nếu mình high five với người bên cạnh nói là tầm nhìn xa thì thường bảo bị điên. Nên những người bị điên có thể bảo là tầm nhìn của tôi xa. Sợ. Tự nhiên đi làm giúp cho mọi người mua đất rồi là không lấy tiền công của mình, rồi là không sẵn sàng, tức là gọi là để cho anh em phần hơn, thì mọi người ở thằng ấy nó bị làm sao ấy nhỉ? Sao nó lại không lấy gì nhỉ? Đúng rồi. Có nhiều bạn môi giới vô cùng thật thà luôn. Và rất là gọi là tuyệt vời, dẫn khách đi không lấy công cán gì, rồi là hoa hồng cũng lấy rất là thấp. Nhưng mà rất là chuẩn chỉ. Thế sau một thời gian thì vô tình gặp được ông có mấy trăm tỷ luôn. Thế ông bảo được. Anh ở đây cả cái khu này chục chú cò, anh không tin được chú nào hết ấy. Thôi thì em ở đây thì đấy. Bây giờ nhá, anh có đề bài đây. Cần giải ngân 300 tỷ, cứ đi mua một tài sản thì cho 1%. Hoặc là cho hẳn 3% luôn. Cứ tìm tài sản tốt cho 3%. Đấy em nhẩm đi, giải ngân hết 300 tỷ em được bao nhiêu? 300 tỷ cơ à? 300 tỷ được 9 tỷ. 9 tỷ tiền hoa hồng. Thì đấy gọi là người có tầm nhìn xa. Còn tầm nhìn ngắn thì chỉ bắt được gà thôi. Tầm nhìn xa thì sẽ bắt được phượng hoàng. Nó mình giúp phần này không ạ? Đấy, nên là nhiều bạn cò vạc gì đấy thì đấy là gọi là có tầm nhìn. Rồi, nên mình high five với người bên cạnh và nói là tầm nhìn xa. Còn bình thường thì tầm nhìn xa từ nhà ra bếp. Okay. Thế vừa nói đấy là lý thuyết ấy. Có tầm nhìn tương lai. Cái thứ hai đặt cược lớn thì có thể là cái sai lầm là thực tế là mọi người không có tầm nhìn xa, và cái thứ hai là không sẵn sàng đặt cược lớn. Không đặt cược lớn sẽ không có thành công lớn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này giơ tay nói thôi. Mình high five với người bên cạnh nói là đặt cược lớn. Có nhiều bạn làm gì có tiền đâu, đi học nick có 10 đồng đóng, đi học lên 8 đồng, đấy là đặt cược còn gì nữa. Đồng ý không ạ? Nhiều bạn là như thế, không có điều kiện tài chính. Nhưng mà thực tế thì càng ít tiền mới càng phải đi học. Còn mà nhiều người cứ bảo em không có tiền, không có thời gian, không đi học được. Thì mình không đi học được thì mình càng không có tiền và không có thời gian. Đấy, cái đâu nào là nguyên nhân và cái nào mới là kết quả. Nhiều người bảo ui em không sắp xếp được thời gian. Tôi khẳng định các bạn 5 năm nữa bạn cũng chả sắp xếp được. Bạn bị mắc kẹt vào đấy luôn. Nó mình high five với người bên cạnh nó là càng ít tiền thì càng phải đi học. Đi học khắp nơi. Càng ít tiền càng phải chịu khó học vào.
mà phải học đúng cái kiến thức về kinh doanh và đầu tư, chứ không phải là kiến thức chuyên môn. Nhiều bạn đã có kiến thức chuyên môn rồi, được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ quay trở lại, để trở thành chủ doanh nghiệp, bài học quan trọng nhất và khó nhất đội nhóm. Thế nên mình ghi có 3 từ khóa, là 3 từ khác nhau nhé. Xây dựng đội nhóm, khả năng lãnh đạo và xử lý tốt bài toán chia. Xây dựng đội nhóm, khả năng lãnh đạo và xử lý tốt bài toán chia. Bao nhiêu bạn ghi xong rồi, giơ tay. Rồi anh em ghi tắt thôi, tốt ạ. À, tôi ví dụ người giàu nhất châu Á, thì ông Jack Ma, top người giàu nhất châu Á. Có lúc thì số 1, số 2, số 3. Nhưng mà ông này, ông ấy là một giáo viên dạy tiếng Anh. Và khi mà ông ấy khởi nghiệp thì ông ấy có rủ 17 người học sinh của mình mở công ty để cùng khởi nghiệp. Thế thì khi công ty thành công thì tất cả mọi người đều trở thành tỷ phú đô la và triệu phú đô la. Và đấy là một công ty khi khởi nghiệp ban đầu là có 18 người. Và 18 người khi mà công ty lên sàn chứng khoán ấy, thì vẫn còn nguyên đội hình 18 người. Không có ai bị gọi là mất cả. Hoặc là không ai rời bỏ tổ chức cả. Một tổ chức và có một người lãnh đạo tốt và một đội nhóm tốt. Thì bạn cũng học được một cái bài học là gì nhỉ? Thành công thì thường bị hiểu nhầm là kết quả của một người. Mình thường đọc báo chí chỉ thấy nói về một ông nào đấy. Luôn luôn là như vậy. Một siêu sao nào đó vô cùng là thông minh, tài năng và xuất chúng. Và dần dần nó định hình như một cái là thế thì chắc là để thành công nó phải giỏi lắm nhỉ? Thế không, câu chuyện nó không phải như vậy. Hầu hết các thành công là kết quả của một đội nhóm. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này, giơ tay nói thôi. Và mô hình chuỗi mà thành công nhất Việt Nam, ví dụ Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh của một công ty, thì đấy đâu phải là kết quả của một người đâu. Đội nhóm lãnh đạo ban đầu có 5 người cơ mà. Người thì giỏi, rất giỏi lãnh đạo, điều hành, người thì rất giỏi công nghệ, người rất giỏi tài chính. Rồi. FPT, nói về công nghệ tiếp nhé. Tập đoàn FPT, 13 người. Anh Trương Gia Bình số cổ phần chưa đến 7%. Nhưng mà 7% của một công ty tỷ đô tốt hơn là 100% công ty 100 triệu đồng. Ông Jack Ma vừa nãy được có 15% cổ phần của Alibaba thôi. À, trên dưới 15% cổ phần. Nhưng khi người ta mở cái cổng thanh toán Alipay thì ông ấy và anh em bạn bè và người quen sở hữu hơn 51%. Ở giai đoạn đầu nếu chấp nhận bài toán chia thì tổ chức sẽ lớn mạnh. Tổ chức lớn mạnh sẽ rất nhiều cơ hội. Rồi. Dở nhất là giai đoạn đầu không chấp nhận bài toán chia, tổ chức không lớn mạnh, không có cơ hội nào hết. Nên mình high five với người bên cạnh và nói là tôi sẽ xây dựng đội nhóm. Chấp nhận bài toán chia, tổ chức lớn mạnh. Tổ chức lớn mạnh, rất nhiều cơ hội. Rất nhiều cơ hội, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Rồi. Tiếp tục công ty Kỳ Lân, VNG, đấy, công ty Tech Startup khởi nghiệp. Công ty tỷ đô duy nhất khởi nghiệp công nghệ. Mấy người? Hôm qua chúng ta xem 4 người. Có phải là kết quả của một người đâu. Anh Lê Hồng Minh, thời điểm hiện tại bây giờ đâu đó chắc là chưa đến 15% cổ phần. Đấy. Đó. Nếu mình high five với người bên cạnh nói là tôi sẽ xây dựng đội nhóm. Như vậy nó sẽ xảy ra hai cái sai lầm thường gặp. Sai lầm số 1 là bạn đang làm một mình. Kể cả trong đầu tư bất động sản luôn. Bạn đang làm một mình, bạn thiếu đội nhóm. Khả năng số 1 nhé, được chưa? Khả năng số 2, sai lầm số 2, đã từng làm đội nhóm. Nhưng bị vì là không hiểu các cái nguyên tắc của đội nhóm, không có ai chỉ bảo cho bạn những cái kiến thức, những cái nguyên tắc của đội nhóm. Mất tiền, mất tình cảm. Và bạn ra quyết định, thôi từ nay lại về làm một mình. Thì câu trả lời đúng trong trường hợp này là gì? Phải làm đội nhóm. Và phải hiểu nguyên tắc của đội nhóm. Đó. Nên mình high five với người bên cạnh và nói là tôi sẽ xây đội nhóm. Thế hôm qua một số bạn biết rồi, kể cả đội nhóm, tình trạng rất hay gặp. 4 ông mua chung một miếng đất, chia đều. Hoặc mở một công ty, chia đều. Mỗi ông 25%, chia đều là không đều. Nên mình high five người bên cạnh nói là chia đều là không đều rồi. Sau một thời gian một ông, mà cái tình trạng chia đều đấy cực kỳ phổ biến luôn.
Mấy anh em ra ngồi quán trà đá, quán bia xong rồi anh em mình chung mỗi ông một phần. Thế sau một thời gian một ông bảo không ổn, bọn kia nó cứ đi đâu ấy, mình thì làm suốt ngày, không ổn rồi. Khả năng là thôi thì sắp tới mình phải bước ra thôi. Đội nhóm sau đó cũng tan rã thôi. Thì từ khóa số 1 là xây dựng đội nhóm, và sai lầm thường gặp là thứ nhất là một mình, không có đội nhóm. Từ khóa sai lầm thứ hai là đội nhóm mâu thuẫn. Một tình trạng nữa, cái từ khóa thứ hai bạn sẽ nhìn thấy là từ lãnh đạo. Thông thường một tổ chức chỉ có một lãnh đạo thôi. Người ta nói câu là một núi thì không thể có hai hổ được. Một tổ chức thường có một lãnh đạo thôi. Còn nếu mà có hai, ví dụ cái sai lầm thường gặp như này. Kháng số 1, cái từ lãnh đạo nha, kháng số 1 này. Đội nhóm không có người lãnh đạo. 10 ông góp tiền mua chung một mảnh đất, 10 ông góp tiền mở chung một cái công ty, chả ông nào quan tâm gì cả luôn. Tôi ví dụ trước đây tôi đã từng giúp cho một nhóm toàn những ông siêu sao ngồi lại với nhau mở chung một công ty. Một ông thì công ty xây dựng doanh thu cũng 1.000 tỷ, một ông chuyên làm các dự án lớn, một ông thì chuyên về gọi là nội thất cũng doanh thu nhiều trăm tỷ đồng, ngồi lại với nhau và công ty đấy vẫn gọi là chả có kết quả gì. Lý do tại sao? Tổ chức không có người lãnh đạo. Lãnh đạo đây được định nghĩa là gì? 24/24, 24/24 ông phải thường trực với tổ chức chứ. Bây giờ cả bốn ông cũng không làm thì công ty làm gì có kết quả gì đấy. Mua chung một miếng đất cũng thế, chú ông mua chung một miếng đất cha ông nào phụ trách cái việc gì cả thì bảo tôi chỉ góp tiền thôi nhá, rồi thế cha chung không ai khóc. Thì cái tình trạng tổ chức kiểu như vậy cũng rất nhiều, không có người lãnh đạo đấy. Anh em ra quyết định chủ yếu dựa vào bóng bàn, bóng bàn tức là bàn ấy. Bàn bạc rồi mới quyết định, có bàn rồi mới quyết thì nhiều khi nhớ hết cả rồi mà không có người đứng ra chịu trách nhiệm rồi. Nên mình hay pha với người bên cạnh nó là bóng bàn nhiều quá rồi. Phải có một ông lãnh đạo chứ. Rồi tình trạng số 1 không có người lãnh đạo cái hội nhóm đấy. Tình trạng số 2 quá nhiều lãnh đạo là một tận đến ba ông lãnh đạo luôn. Thế là ông nào cũng bảo theo tôi thì phải chứng tỏ thế cha đấy. Rồi đều hai hai tình trạng tổ chức kiểu như vậy đều không thành công, quá nhiều lãnh đạo và sau đó mâu thuẫn bất đồng quan điểm bắt đầu ra mở riêng. Thì tất nhiên ở cái tổ chức này thì bạn là lãnh đạo, nhưng mà sang tổ chức khác không phải đi đâu bạn cũng đòi làm lãnh đạo được. Ở doanh nghiệp bạn có thể là lãnh đạo về nhà đúng không, ví dụ thế để bạn dễ hình dung. Bạn là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng mà dù bạn đi chơi thể thao, bạn buổi chơi buổi nghỉ năm sau bạn gọi làm đội trưởng nữa. Ở doanh nghiệp bạn chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà ở dòng họ nhà bạn, bạn là lãnh đạo luôn, lãnh đạo của dòng họ luôn. Và chúng ta sẽ phải thể hiện vai trò lãnh đạo ở các cái môi trường khác nhau, nhưng mà không có nghĩa là bạn sẽ là lãnh đạo tất cả các tổ chức được. Ok ạ, nếu mình hai pha với người bên cạnh và nó là xây dựng đội nhóm và khả năng lãnh đạo. Rồi, thế tôi vừa chỉ ra hai tình trạng các tổ chức kiểu đấy tương đối phổ biến ở đây. Bao nhiêu bạn đã từng trải qua cái điều đó rồi? Vâng, giơ tay. Ok, rất tuyệt vời. Đấy, đội nhóm không có lãnh đạo hoặc quá nhiều lãnh đạo. Tiếp theo, từ khóa bài toán chia. Đấy, tôi nói bài toán chia. Hầu hết mọi việc nó sẽ không trôi nếu như bạn không nắm được từ khóa này. Ví dụ một bạn đi làm giấy tờ bất động sản pháp lý bảo anh ạ, em chả hiểu sao bọn nó làm chậm kinh khủng luôn đấy, 3 tháng trôi qua không làm được, 6 tháng trôi qua nó cũng không làm. Em nên bảo thì nó cứ bảo bình tĩnh từ từ, em cũng không hiểu tại sao, mãi em cũng không hiểu tại sao. Rồi nên mình hai pha với người bên cạnh nói là không hiểu bài toán chia rồi. Rất nhiều việc không bao giờ trôi chỉ vì là không có phần bài toán chia đấy. Thì nó sẽ rơi vào hai khả năng. Khả năng thứ nhất là bạn không chấp nhận chia nên là mọi việc nó rất là khó khăn, mắc kẹt đấy. Bạn nói em đi chuyển đổi đất rừng sang đất trồng cây hay từ đất trồng cây sang đất ở mà mãi chả được gì anh ạ, em cũng không hiểu tại sao, em mãi vẫn không hiểu tại sao. Nhưng mình hay phải người bên cạnh và nói là chấp nhận bài toán chia. Với các mâu thuẫn có thể xuất phát từ bài toán chia, các công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức cũng thế.
Thế một nhân viên bảo với bạn là anh ạ, có khi em xin phép sắp tới em về quê em nghỉ, thì bởi vì bố mẹ em bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, em phải về chăm lo cho bố mẹ. Thế bạn nói thế à, căng quá nhỉ, tiết giờ công ty đang thiếu người nhưng mà em lại thế. Bố mẹ có làm sao không? Bố mẹ em bây giờ cũng nhiều tuổi lắm anh ạ, em cũng lo cho bố mẹ lắm. Thế sau bạn ừ thế cuối cùng người ấy nghỉ, nhưng mà về sau bạn ấy biết là đi sang làm công ty khác. Thế thì tại sao nhân viên người ta không nói thẳng, người ta không nói thẳng với bạn mà bài toán chia không đều anh ạ? Nhưng mình hai phan người bên cạnh nói là bài toán chia không đều. Nhiều bạn làm lãnh đạo doanh nghiệp thì cứ tưởng cái lý do đấy là thật, mà em về em phải chăm lo cho bố mẹ em ở quê rồi là em ốm rồi em đi bệnh viện, không phải. Những tổ chức mà nếu như mà xử lý bài toán chia tốt thì không phải lên tinh thần nhiều. Ui, anh em tự ra lắm. Bài toán chia không tốt thì suốt ngày phải lên tinh thần. Cố lên em, cố lên. Chịu khó mà. Nếu mình hai pha anh bên cạnh nói là bài toán chia tốt thì không phải lên tinh thần. Chăm chỉ vào em, chịu khó mà. Rất nhiều trường hợp, kể cả tướng người ta bỏ bạn đi thì cũng chỉ vì vấn đề về bài toán chia thôi. Thì nó sẽ rơi vào hai thái cực. Thái cực số 1 nhá. Không chấp nhận bài toán chia. Nên là bạn không tổ chức nó không lớn mạnh được và nhiều người người ta sẽ rời bỏ bạn. Đấy. Thứ hai, không biết cách chia như thế nào, hoặc là chia nhầm người. Ví dụ một bạn mới vào, ơi anh cho chú 10% cổ phần, phụ trách cho anh phần trưởng phòng kinh doanh. Thế vào làm khoảng 3 tháng, 6 tháng trôi qua bạn nhận ra thôi chết rồi, ông này không phù hợp. Thế bạn mới bảo thế cho anh xin lại 10%. Thế bạn nào bảo không cho rồi thôi, thì anh mừng cười rồi. Thế em ở lại em phá công ty. Chia nhầm người hoặc không biết cách chia như thế nào. Nên tôi mới nói là sau này một số anh em thì nên học thêm về cái chủ đề bài toán chia. Trong cái phần bài toán chia thì sẽ có 10 case study. Khi người ta đi mua bán đầu tư bất động sản này, khi người ta mở công ty mở doanh nghiệp này, thì các cái chỉ số người ta sẽ thường sử dụng cho bài toán chia là gì? Hầu hết các lớp nhân sự thường chỉ nói bài toán chia cho phần quân và không nói bài toán chia cho phần tướng. Quân KPI, tức là mình chia theo kiểu KPI lương thưởng lên doanh số. Nhưng mà rất nhiều người người ta đâu có liên quan đến doanh thu đâu. Ví dụ bộ phận back office làm gì liên quan đến doanh thu. Và bạn cũng phải học cái cách xử lý bài toán chia cho tất cả các bộ phận. Còn chia vào theo doanh thu thì dễ quá, ông bán được doanh số được người tôi cắt cho ông 20% hay 10% dễ quá. Vâng. Thì sau này kể cả doanh nghiệp cũng phải học cách xử lý bài toán chia. Đây tôi làm, tôi đã hướng dẫn rất nhiều anh em công ty doanh thu 500, 1, 2 nghìn tỷ. Không biết cách chia tướng nhiều. À, một thời gian tướng chuyên hết. Thì tôi chia sẻ bạn là cái chủ đề bài toán chia rất quan trọng với cả phần doanh nghiệp và cả đầu tư. Khi đầu tư chia thế nào, rất nhiều người liên quan đến bạn. Từ môi giới cò bạc cho đến pháp lý. Cho đến là đồng đội với mình. Đấy. Hai phải, bên người bên cạnh nó là xử lý tốt bài toán chia. Thì trong khuôn khổ cái lớp học này, đầu tiên là bạn định hình một cái từ khóa đấy đã. Và bạn bắt đầu là xử lý cho đến khi nào mọi người cảm thấy hài hòa thì thôi. Thì sơ bộ như vậy ở lớp học này chúng ta nắm được cái từ khóa. Thì chúng ta không chỉ có biết bài toán cộng. Cộng là gì? Cứ đi làm. Làm kiếm tiền, thế còn làm bệnh nhân đi. Đầu tư là sang phép nhân rồi. Đấy. Làm phép trừ là loại bỏ bớt những cái việc không quan trọng. Thời gian và sức lực là có hạn. Tiếp theo làm bài toán chia. Khó nhất là bài toán chia. Như anh chủ doanh nghiệp gặp tôi doanh thu 5.000 tỷ bảo chúng tôi vẫn đang đau đầu bài toán chia. Chia gì theo nước mình? Chia việc, đồng ý. Chia tiền, chia lợi nhuận. Rồi. Chia trách nhiệm, chia quyền lợi. Ok, nó mình hai phải những người bên cạnh mà nói là tôi sẽ xử lý tốt bài toán chia. Mọi việc sẽ không bao giờ trôi và nếu bài toán chia không hài hòa. Xuyên suốt lớp học này thì cố gắng là ghi cho nó mình một cái từ khóa đấy. Ví dụ, thêm một ví dụ cuối cùng. Bạn đi trên đường mà bạn vi phạm luật giao thông, có thể vượt đèn đỏ hay là có thể là sai làn hay một cái lỗi gì đó tôi không biết. Anh cảnh sát giao thông bắt bạn lại. Thế xong bạn xuống mà anh ơi, thử em bận lắm, anh thông cảm giúp em. Em hôm nay em về em thăm ông em ốm rồi là
thi xong bạn rút ra 500.000, bạn kẹp vào. Anh cảnh sát giao thông bảo không được. Bây giờ tôi nói bạn cái lỗi này là 10 triệu nhé. Cái lỗi này là 10 triệu đấy, tùy bạn đấy. Tôi ghi biên bản này, tôi ghi biên bản nhé. Xong bạn lại gãi đầu gãi tay, lại chỉ khoảng 5-10 phút nữa. Xong bạn thấy không ổn rồi, bạn lại rút thêm tờ 500 nữa, lại kẹp thêm vào. Xong anh cảnh sát giao thông anh gửi, không được rồi. Tôi nói bạn về cái lỗi này, bạn 10 triệu, tôi nói thật chuẩn luôn đây này, tôi giả luật cho bạn đọc này, đây nhìn này, đọc đi, 10 triệu, thấy không? Thế bây giờ mình nghĩ thế nào chứ? Tôi đã bảo rồi mà bài toán chia không ổn, không bao giờ trôi. Nên mình hai file người bên cạnh mà nói là xử lý lại bài toán chia đi. Thế đến khi ví dụ bạn bảo thôi được rồi, rút thêm 1 triệu nữa, kẹp vào, xong họ bảo. Đúng không? Chẳng được. Ok, phải ông nghĩ đi, giờ sao rút kinh nghiệm nhá. Rồi mọi việc sẽ không bao giờ trôi mà bạn sẽ còn bị kẹt ở rất nhiều chỗ. Ba từ khóa ở đây tôi sẽ tặng cho bạn một cái công thức rất là hay về nhân sự. Đây là một cái người đàn anh đi trước của tôi dạy cho tôi, và anh ấy đã bán hàng nghìn căn hộ rồi. Anh ấy cũng là một chủ đầu tư rất lớn. Nếu bao nhiêu bạn muốn học một công thức này giơ tay nói tôi, và anh em ghi: tài tụ thì nhân tán, và tài tán thì nhân tụ. Tài là tiền, tài có nghĩa là tiền. Tài tụ thì nhân tán, tức là bạn thu tiền về thì anh em thấy hát. Đơn giản vậy thôi. Tài tán thì tức là bạn chia tiền ra thì anh em tụ về với bạn. Nói cho mình hai sai, nguyên liệu bên cạnh mà nó là tài tụ thì nhân tán. Thì toàn bộ cái thiết nghĩ nó ngắn gọn trong hai câu như vậy thôi. Đấy. Tài tán thì nhân tụ. Đó. Xong số 1 nhá. Câu thứ 2, làm nào kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần. Tôi nhiều chủ doanh nghiệp đút túi hàng tỷ đồng. Họ tăng lương 5 triệu nhân viên ngồi nghĩ đói cả đầu. Ông bảo lương thị trường nó chỉ thế thôi, 20 triệu em giả cho nó 25 là được rồi. Kiểu đấy nhiều. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này giơ tay. Và lúc đầu rất nhiều bạn nick đến đây học, lúc đầu cũng chỉ ý tưởng là học về đầu tư thôi đúng không? Nên thực ra các bạn đang học rất nhiều phần kiến thức về doanh nghiệp. Đấy. Ok, chúng ta đi tiếp nha. Rồi chúng ta sang câu thứ số 2. Làm nào kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần. Chủ đề này người ta gọi là đặt câu hỏi thông minh. Tức là phương pháp của tư duy bắt đầu bằng việc đặt một câu hỏi thông minh. Ví dụ bạn quyết định là hôm trước chúng ta học cái bài học là lập kế hoạch cho việc suy nghĩ. Nếu mình nhớ phần đấy không ạ? Đấy. Thế và trước khi bạn suy nghĩ, ví dụ bạn hôm nay bạn sẽ dành 2 tiếng để suy nghĩ, thì hãy bắt đầu bằng một câu hỏi thông minh. Sau đó suy nghĩ theo cái hướng của câu hỏi đó. Sai lầm thường gặp của mọi người là đặt những câu hỏi ngớ ngẩn và đặt những câu hỏi dở hơi cho bản thân mình, hoặc là đặt những câu hỏi gọi là ngu cho mình. Ví dụ, tại sao mình lại rơi vào nông nỗi này nhỉ? Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? Và càng đào sâu vào câu đấy mình cảm thấy mình ngu. Tôi vang cho bạn đồng ý điều này, giơ tay nói tôi thôi. Câu hỏi thông minh là một phương pháp của tư duy. Tức là đầu tiên viết một câu hỏi và bắt đầu suy nghĩ theo cái chủ đề đó. Câu hỏi này tốt không? Nói mình ạ. Ok. Làm nào kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần. Và số bạn thì thôi ghi là làm nào tăng gấp đôi thu nhập x2. Rồi. Và người ta hay nói câu là đặt câu hỏi thì đôi khi đã tìm thấy 50% câu trả lời rồi. Còn một số trường hợp khác đặt câu hỏi không nghĩ ra câu nào, câu trả lời nào. Và đây phần này thì tôi sẽ đưa cho bạn một cái công thức. Và đây là một cái công thức này thì rất là hay. Công thức này không phải do tôi nghĩ ra. Đây là từ một anh ấy đã kiếm được 100 triệu đô la rồi. Và anh ấy hướng dẫn lại cho tôi công thức này. Bao nhiêu bạn muốn học công thức này, giơ tay nói tôi. Và bạn học công thức này, bạn sẽ dùng nó trong vòng 20 năm tiếp theo của cuộc đời mình. Đấy, vận dụng nó. Đây là bạn và đây là tiền. Rồi, hầu hết chúng ta thường suy nghĩ là năm nào kiếm được tiền ngay. Dạ. Rất ít người có tư duy hai bước. Người ta đặt câu hỏi trước tiền là gì. Đó. Đây là bạn và đây là tiền. Hầu hết mọi người thích một đập ăn quan, một phát ra tiền ngay. Hiện nay làm được việc này thì có những ai làm được? Thì câu trả lời là một là nhà máy in tiền. Nhưng mà mình biết nhà máy in tiền trên Hòa Lạc này này.
Nhưng mình nghe phải người bên cạnh mà nói là nhà máy in tiền. Vâng. In phát ra tiền ngay. Còn bạn thích thì bạn về bạn tự làm máy in, bạn in tiền xem chuyện gì xảy ra. Rồi. Thế à, ai làm được con đường này, ai đi con đường này? Casino. Một số anh em đi đánh casino. Rồi vào trong, ở đây bao nhiêu bạn đi casino Malaysia, Singapore, Campuchia rồi giơ tay. Có một số nước ngay lân cận mình đi rất dễ. Bét ra đánh sang Campuchia là đánh được rồi. Trung của. Thế đấy nhá. Thế một đồng ăn 2 đồng, một đồng ăn 5 đồng, một đồng ăn 10 đồng tùy bộ môn bạn chơi, nhưng mà tóm lại là thường là mất tiền nhiều hơn. Tỷ lệ thắng rất ít bởi vì casino mở ra không phải để cho bạn kiếm tiền. Casino mở ra cho bạn chơi cho vui thôi. À, đi Phú Quốc. Tôi cũng đánh casino Phú Quốc rồi. Anh em vào đây mà đánh. Người Việt Nam được đánh thoải mái. Nhưng mình đánh bao nhiêu đâu, mình có mấy nghìn đô, mình thả chơi cho vui mất thôi. Chứ còn mình có phải dân chuyên nghiệp đâu. Dân chuyên nghiệp họ ngồi từ sáng đến tối. À, thế ở đây tôi chia sẻ bạn là Phú Quốc ấy, cái của Vin ấy. Mở cửa cho người Việt Nam vào. Đầu tiên vào viết mấy tờ giấy chứng minh thu nhập tí, sau đó là vào đây. Rồi, casino. Nhưng mà đây tôi chia sẻ bạn là con đường này rất ít người có thể làm được. Sẽ làm được khi mà đạt đến trình độ gọi là có uy tín và thương hiệu thì sẽ đạt đến trình độ này. Ví dụ tập đoàn Vingroup cách đây khoảng hơn 2 năm thì đưa một công ty lên sàn chứng khoán, lập tức giá trị công ty lên 3 tỷ đô la luôn. Đấy không phải công ty chính của họ nhé. Thì cái bài học đấy tôi chia sẻ bạn là đạt đến trình độ này ấy, ngoài họ thu hút được rất nhiều tiền về luôn. Có thương hiệu mới đạt đến trình độ này. Nhưng mà nhiều bạn ấy thì cũng xác định là đôi khi thì chưa phải là một thương hiệu toàn quốc, nhưng mà tại cái khu vực của bạn xây được uy tín tại khu vực của bạn. Và lập tức trong nhiều trường hợp có rất nhiều người đổ tiền cho bạn. Tối dụ ở đây tôi giới thiệu bạn một dự án, anh em trong vòng có một tiếng lập tức góp cho tôi 30 tỷ đồng. Câu hỏi này, dự án làm chưa? Sắp làm rồi. Câu hỏi số 2, có tiền chưa? Có rồi, anh em góp 30 tỷ luôn rồi. Tới cho mình, high five với người bên cạnh mà nó đạt đến trình độ in tiền. Thì đấy là mục tiêu của nhiều anh chị em. Khi bạn xây dựng công ty, xây dựng doanh nghiệp, làm đầu tư, tức là sẽ đến cái giai đoạn là bạn đến tay không mất giặc khi bạn có kinh nghiệm, bạn có kiến thức, đấy, bạn có hiểu biết. Rồi, và tôi thấy nhiều bạn học viên của tôi sau khoảng 3 năm làm tại một khu vực là nó bắt đầu là tiệm cận đấy rồi. Không bỏ tiền nó nữa, không bỏ tiền, thực sự là không bỏ tiền mà. Rồi, tiếp theo chúng ta nói tiếp đến đoạn tư duy hai bước. Trước tiền là gì? Ở trước tiền là gì thì nó có hai câu trả lời. Ở trong cái phần bài học này nó có rất nhiều câu trả lời, nhưng mà có hai câu trả lời mà ở đây chúng ta sẽ nói chuyện. Là một là trước tiền là cơ hội, trước tiền là cơ hội. Rồi, thế thì như vậy tâm trí của chúng ta không tập trung vào việc kiếm tiền, mà tâm trí của chúng ta tập trung vào việc đi tìm cơ hội. Không đủ tiền vẫn đi xem cơ hội. Nó mình hai phải người bên cạnh nói không đủ tiền vẫn đi xem, đi tìm kiếm cơ hội và nghĩ cách xoay sở nó thì nó mới sinh ra gì nhỉ? Tiền. Tâm trí của bạn tập trung vào tìm kiếm cơ hội. Thế nếu bạn muốn kiếm tiền tăng gấp 10 lần và 100 lần, trong nhiều trường hợp bạn cần phải tìm một cơ hội tương xứng. Ví dụ để bạn dễ hình dung, tôi có một bạn chỉ là 9x thôi, nhưng mà nó phụ trách bán cả một dự án hơn 20 hecta, tổng doanh thu có thể là 300 tỷ đồng nếu nó bán hết cái đấy và thu về. Khi nó làm việc với một cơ hội lớn như thế, cái khả năng nó kiếm được tiền sẽ cao hơn. Ví dụ một bạn muốn kiếm 1 triệu đô ở đây, thì trong nhiều trường hợp cái cơ hội này nó phải tương xứng với số tiền. Nếu mình dùng phần này không ạ? Rồi, nếu mình hai phải bây giờ bên cạnh nó là cơ hội phải tương xứng với số tiền. Tôi có một anh bạn, anh ấy hồi trước anh học đại học ngoại thương, anh học xong ra trường thì anh này anh ấy mới chỉ trong vòng có chưa đầy 3 năm anh đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên rồi. Thì anh ấy bảo là ngày xưa tôi cũng học đại học ngoại thương, nên lúc ra trường thì tôi có tiếng Anh, tôi cứ đi môi giới, nhưng mà môi giới các cái tòa nhà, các khách sạn, vì bọn nước ngoài nó vào nó mua đấy, các cái tòa văn phòng nó mua dòng tiền, nó đặt đề bài cho tôi là 8-10%. Hồi xưa nó đặt đề bài 10% một năm, cứ tìm cho nó những cái tòa 20-30-50 triệu đô.
Thế chính vì mà làm việc với những cái khách hàng như thế, nên là tôi chỉ trong vòng 3 năm tôi kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên rồi. Cơ hội phải tương xứng với gì nhỉ? Số tiền. Đó, đấy là một tư duy nhé. Và cái bài học vận dụng thứ hai, không đủ tiền vẫn phải liên tục đi xem cơ hội. Thấy cơ hội và bắt đầu mới chăn trở, nghĩ cách xoay sở nó và sinh ra tiền. Nhưng mình nghe phải, nhưng người bên cạnh của nó là không đủ tiền vẫn đi xem. Đó mà, tôi có mấy bạn học viên là học cái lớp cơ bản này xong bắt đầu cũng rất chịu khó đi xem. Thì sau que với tôi là ôi em kiếm được tiền đấy. Vì lúc đầu hồi đấy em không có tiền đâu. Em nghĩ là bây giờ có 50 triệu đi mua đất cái quái gì nhỉ. Thế em vẫn đi xem. Đi xem bắt đầu nó mới nghĩ cách xoay sở. Và cuối cùng tổng kết nó bảo em được kiếm được 300. Là cái deal đấy. Thì đi mua mà không đủ tiền thì về sau thì phải nghĩ cách xoay sở thôi. Đã bảo rồi, phẩm chất của người thành công là phải có khả năng gì nhỉ? Xoay sở. Nếu mình hai phòng, bây giờ bên cạnh mà nói là chịu khó xoay sở vào. Thế làm gì có đủ tiền đâu? Không bao giờ có đủ. Ông nào có 100 đồng thì cũng phải sẽ vào trận đánh 1.000 đồng. Ông nào có 1.000 thì sẽ vào trận đánh 10.000. Không bao giờ có đủ. Ví dụ như bên này là cái dự án 89 hectare tổng đầu tư. Ví dụ chỉ riêng cái dự án đây là 800 tỷ. 800 tỷ làm sao tiền tươi thóc thật mà có ngay được. Làm thế nào để ăn hết một con voi? Chén từng miếng một. Nếu mình hai pha hai người bên cạnh nói là ăn từng miếng một. Rồi. Thế cơ hội. Kháng thứ hai, trước tiền là gì? Giá trị. Trước tiền trong nhiều trường hợp là giá trị. Tức là như này. Bước 1 tạo ra giá trị, bước 2 giá trị chuyển thành tiền. Đấy, thì đấy là cách chúng ta tư duy. Thì tôi ví dụ này, các bạn đến lịch học 3 ngày liền. Học free hoặc là rất ít phí. Tôi hỏi, lịch con em lại giá trị cho bạn không? Đúng rồi. Cũng đang phải đi theo 2 bước. Bước 1 tạo ra giá trị, bước 2 giá trị chuyển thành tiền. Tôi chia sẻ bạn ở đây ấy. Quay trở lại, thì tiếp theo phần tư duy này. Giả sử bạn muốn kiếm tiền tăng gấp 10 lần, 100 lần. Trong nhiều trường hợp bạn phải gì nhỉ? Chuyển ra giá trị lên gấp 10 lần, 100 lần. Tôi ví dụ hôm qua chúng ta có cái tư duy là một người phân lô bán đất có đem lại giá trị ở trên thị trường không? Có chứ. Không có ông đấy thì những người ít tiền 300 triệu, 500 triệu, 700, 1 tỷ ít tiền làm sao mua được? Được mua cái nhà để ở. Mà thực ra hiện nay tỷ trọng đi mua để ở ít. Tức là đâu đó cũng khoảng 70-80%, thậm chí nhiều nơi 90% toàn đầu cơ với nhau. Người giàu lại càng giàu hơn. Còn mấy anh em công nhân thì càng lúc giấc mơ sở hữu nhà càng xa vời. Tôi ví dụ có nhiều bạn công nhân bảo ngày xưa em có 300 triệu đấy, nhưng mà cái miếng đất đấy 500 em không mua. Thế 6 tháng sau thì nó tăng đến 700. Em nghĩ 700 thì mình bó tay rồi. Thôi sau này đợi nó hạ giá thì mình mua. Nó lại lên tiếp thành 900. Thì em chịu luôn. Ôi bây giờ anh ạ, nó tỷ rưỡi rồi. Thế tóm lại là chắc là không bao giờ mua được nhà nữa. Đấy, vấn đề là như thế. Ở đây bao nhiêu bạn đã từng trải qua điều đấy rồi, hoặc thấy cái điều đó rồi giơ tay. Rất nhiều miếng đất con có sổ đỏ, nó cứ tăng trưởng đều qua các năm. Thế mà nhiều bạn thì có thể là mua một cái miếng đất con 100 mét, và bạn tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi bạn nhập vào nó giá quá cao rồi. Ngày xưa nó chỉ có 10 đồng, tăng một phát lên 40 đồng. Xong bạn đi tìm xung quanh, bạn phát hiện là căn này 35 đồng, bạn múc vào 35 đồng. Nhưng còn lâu nó mới lên được 70. 2 năm sau nó mới hấp thụ được cái giá 35 đồng đấy. Tức là bạn đã mua vào một cái giá quá cao. Chỉ riêng kinh nghiệm ấy thôi, đã tiết kiệm tiền cho rất nhiều bạn rồi. Nhưng mình hay phải có nhiều bên cạnh là nhập vào quá cao rồi. Thì để lâu vẫn ok thôi. Nói chung là nó vẫn ok. Nhưng mà cứ để lâu ấy, 5 năm trôi qua rồi nó cũng tăng lên thôi. 3 năm đồng thì nó được 50 đồng, hoặc là 45 đồng, hoặc là 40 đồng. Nhưng nếu bạn có kiến thức, bạn đi học hỏi, người ta chia sẻ cho bạn những cái bí quyết quan trọng, thì bạn cũng mua 35 đồng ở một chỗ nào đó. Nhưng mà 2 năm sau nó thành là 120 đồng. Hoặc là tổng cái tổng tiền bạn bỏ ra là 35 đồng, bạn mua một cái chỗ khác, nó thành 120 đồng. Mình phải mua khi nó còn rẻ chứ. Chỗ nào đắt rồi thì thôi. Nhưng mình hai file người bên cạnh nói chỗ nào đắt rồi thì thôi.
nhiều anh em thì đấy vào mua 35 đồng mà hy vọng lướt sóng bán ra 38 đồng chẳng hạn, ví dụ thế, nhưng mà trượt tay thì nằm lại 35 đồng luôn, thì thường không tính là lợi nhuận trên rủi ro. Ăn thì ăn bao nhiêu đồng, ăn thì ăn 3 đồng, chết thì chết bao nhiêu, chết 35 đồng. Thế mình hiểu này không? Và nhiều người ấy, người ta chơi bộ môn khác, ăn thì ăn bao nhiêu, ăn 100 đồng, chết thì chết bao nhiêu, chết 1 đồng. Nó mình hiểu phần nào? Có một số anh em đánh bộ môn ăn thì ăn bao nhiêu, ăn 1 đồng, chết thì chết bao nhiêu, chết 100 đồng. Ok, nên mình hai phần với người bên cạnh là tính lợi nhuận và tính rủi ro. Tôi quay trở lại nha. Đặc biệt một số anh em cái phần làm bất động sản thì cũng lưu ý, tức là nhiều anh em thì cũng làm bất động sản, nhưng mà tôi cũng phải lưu ý phần cảnh quan môi trường thiên nhiên, nhiều ông phá hủy môi trường kinh quá và phạt rừng phạt núi rồi này. thì nên cẩn thận, và những cái việc đấy nó hậu quả đôi khi hơi nghiêm trọng về vấn đề tâm linh đấy, phá hủy môi trường đó. Nào thôi thì mua một người, với tôi chia sẻ bạn, nếu mà bạn mua mảnh đất, bạn phân lô ra bán, mua mảnh đất xây nhà nên bán, thì bạn có đem lại giá trị trên thị trường không? Đấy, thì câu trả lời là có. Đấy, câu trả lời là có. Bạn xây nhà nên nhờ có bạn mà nhiều người người ta mới có cái nhà để ở. Đấy, đấy. Nhưng mà nếu bạn đem lại giá trị thì bạn xứng đáng kiếm được tiền. Vấn đề của bạn có thể là cái giá trị chuyển giao nó không đủ lớn. Một năm bạn chỉ xây được 3 cái nhà. Bạn phải tư duy là nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn thì phải chuyển giao giá trị nhiều hơn, một năm phải xây 300 căn nhà. Một năm mà xây 300 căn nhà thì hành động như ngày hôm nay liệu có đạt được không? Không được. Bắt buộc phải suy nghĩ lại của ngày hôm nay. Nhưng một cái tầm nhìn là phải xây 300 căn. Mọi người hay phải với người bên cạnh và nói là trước tiền là giá trị. Bước 1 tạo ra giá trị. Bước 2 giá trị thành tiền. Cái phần này sau khi anh em nghe xong, biết, chúng ta biết chưa? Biết cái điều đó, chúng ta hiểu chưa? Hiểu luôn. Tuy nhiên, ăn nhau nó lại nằm ở phần gì nhỉ? Phần dũng. Không biết nó không giải quyết được cái gì. Tôi sẽ ví dụ cho nó mình ở trình độ vận dụng. Đó. Thế, tuy nhiên thông thường nha. Ví dụ tôi mua cái miếng đất của tôi, hơn 24 hectare, gần 2 km mặt biển, 2 cái bãi tắm, 2 cái bãi cát. Tuy nhiên thông thường nha, mua 10 đồng, bán 13 đồng. Ăn được 3 đồng, cười như ma làm. Rồi. Còn tư duy của tạo giá trị thì người ta không làm như thế. Bước 1 là cần phải cải tạo lại toàn bộ cái tài sản đấy. Ví dụ tôi phải trồng 500 cây dừa, 5 triệu đồng một cây là 2 tỷ rưỡi tiền trồng dừa. Mình hình dung vào này không ạ? Cải tạo lại 2 bãi cát, mua cả một con tàu 48 chỗ đỗ trước đất chỉ để bán đất thôi. Thì đấy là ví dụ cho bạn gọi là làm đẹp tài sản nó như nào. Đó. Thì mua 10 đồng, cải tạo 5 đồng và không bán ở cái giá là 20 đồng mà tôi bán 40 đồng. Thì cái quy luật đấy trong kinh doanh người ta gọi là quy luật của giá trị. Đó. Nên mình hai phải với người bên cạnh mà nói là bước 1 tạo ra giá trị. Thực tế hầu mọi người sẽ làm như thế nào? Mua 10 đồng bán 13 đồng. Cười như ma làm. Không biết khả năng về gia tăng giá trị này cả. Đó. Chưa kể mua 10 đồng xong rồi để nguyên là mãi không tìm được khách ấy chứ. Thế nên vẫn giống nhá, tôi vừa ví dụ cho bạn về bất động sản nhá. Bao nhiêu bạn đồng ý đấy là một tư duy rất quan trọng trong kinh doanh, giơ tay nói thôi. Thế bạn nhìn thấy Vin không? Vin đúng không? Siêu sao về phần này luôn. Những cái miếng đất thực ra tôi ví dụ nhiều vị trí thực ra nó không phải gần. Rồi anh em phi sang La Lơm kìa. Đấy chứ ạ? Ở trong Sài Gòn phi sang tận quận 9. Nó không cần. Nhưng mà giá này cũng trên đỉnh của LVS luôn. Đây mới là siêu sao về cái phần này. Bạn hình dung phần này không ạ? Họ tạo ra những concept biển trong lòng thành phố. Nước thì màu vàng. Không cũng đẹp thật. Nhưng mà nói chung là đi mua chủ của chủ đầu tư vẫn có thành công nhé bạn nhé. Nhưng mà phải biết cách nhé. Còn hầu hết là cũng nhiều người mua xong mà cắt lỗ nhiều. Tôi đang nói các chủ đầu tư nói chung. Đấy ạ. Nếu mà biết đầu tư vẫn có lời đấy, lời nhiều đấy, nhưng mà tôi chia sẻ bạn là không biết đầu tư thì mua xong thường hay phải cắt lỗ mới ra được. Đây bao nhiêu bạn đã từng trải qua điều đó rồi, hoặc là có người quen trải qua điều đó rồi giơ tay. Ok, rồi.
quy luật của giá trị. Rồi, tiếp theo nhé. Thế thì tôi vừa ví dụ này, ví dụ cho bất động sản. Ví dụ thứ hai, một bạn nhân viên đang làm ở một công ty tổ chức nào đấy, nên là buổi sau một số lãnh đạo cho nhân viên đi học để các bạn nghe phần này. Rất là nhiều người nhân viên họ nghĩ là sếp trả tăng tiền cho mình gì cả, 15 triệu trả tăng lên 25 triệu gì cả, 25 thì không tăng lên 30, trả tăng tiền cho tôi gì cả. Thì rất ít người nhân viên có tư duy là bước 1 tạo ra giá trị, không phải đi làm sớm hơn, đi về muộn hơn, liên tục phát triển bản thân, cải thiện kỹ năng, đóng góp cho tổ chức nhiều hơn thì thu nhập cũng mới tăng. Sau khi bạn làm đóng góp rất nhiều cho tổ chức và bạn nên bạn trình bày với lãnh đạo của bạn, anh ạ, anh xử lý lại cho em bài toán chi chưa? Đấy. Thì nếu không thì anh biết rồi đấy. Thế bây giờ bạn là người có năng lực, bạn đi đâu chả được, đồng ý không ạ? Thì sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là sếp bạn ok, đồng ý, thấy cũng hợp lý đấy, bởi vì dạo này em đóng góp cho tổ chức nhiều. Đấy. Khả năng thứ hai là sếp không vẫn không xử lý cho bạn. Đấy. Thì bạn bắt đầu phải tìm đường cứu nước thôi. Nhưng mà về nguyên tắc của chúng ta bao giờ cũng là thương thảo trước, kết thúc sau. Đấy. Hầu hết mọi người khi không hài lòng với nhau cái điều gì đấy, kết thúc luôn. Nhân viên không hài lòng với sếp, kết thúc luôn. Sếp không hài lòng nhân viên, kết thúc. Không hài lòng với đối tác, kết thúc luôn. Chửi nhau, kết thúc luôn. Tình trạng đấy cực kỳ phổ biến. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này giơ tay. Người thương thảo ấy chứ. Rồi nếu mình hai phần, người bên cạnh nói là thương thảo trước, kết thúc sau. Không hài lòng với con cò, kết thúc luôn. Bình tĩnh giáo dục con cò. Rồi bao nhiêu bạn đồng ý là cái bài học đấy bạn có thể dùng thêm 20-30 năm nữa giơ tay. Vâng, bạn phải ghi cái bài học đấy vào trong quyển sổ. Vâng, thương thảo trước, kết thúc sau.